Và bây giờ tiếp nối chương trình, Hùng Thái xin mời tất cả quý vị hướng mắt về sân khấu, gặp gỡ một gương mặt khả ái, một làn hơi ngọt ngào và truyền cảm của một đứa em đồng nghiệp, em Đăng Quang, quán quân bông lúa vàng năm 2020. Đó là tiếng hát của nữ nghệ sĩ Hằng Ni. Xin tất cả quý vị hãy dành cho em một tràng pháo tay thật nồng nhiệt quý vị. Và lời nói đầu tiên, Hằng Ni cũng xin kính chào ban quý tế, kính chào quý bà con, gửi lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương trân trọng nhất. Và cũng để tiếp tới chương trình hôm nay, Hằng Ni cũng xin gửi đến quý bà con với một lời trích đoạn trong vở tuồng Nàng Son. Son ơi còn đâu, gãy đôi nhịp cầu, gãy đôi nhịp cầu. Chàng ơi có biết ta nắng trái tim em sầu dưới chờ đợi hồng ơi xin yêu cho son vì chữ yêu chung mà phải mang tiếng phụ nhau. Hồng ơi từ đây tình ta cất ngăn đôi người đôi nhớ ngày rút ra kết của đám cưới anh ôm lấy là ngày chung liệm đời son dưới đáy mồ muôn đời. Hồng ơi em xa đi là chết cả đời đã đón nàng son đi.
trôi. Ai chứng kiến xa rừng còn thương cây như cội, yêu xa chàng rồi chứ tôi lạnh chàng người yêu. Thà rằng không biết thì tôi biết rồi, mọi đường mọi nơi ai thêm buồn. Dạ, anh cũng xin cảm ơn những tràng pháo tay, những cái lời thân thương được gửi tặng cho anh đây. Xin cảm ơn.